Bên nhà anh em có bị cảnh này không? Đây, con thả ra phối, và con ở trong nó gầm gừ. Đó, con heo đó, nó đang gầm gừ đó, nó mới phối hôm qua thôi. Rồi, con này thì đang chiếm phối. Đó, cái đi xuống dưới đó rồi đó, phối hai nước rồi không chịu. Quậy tối ngày, hủng hí tối ngày. Bắt bằng lực thì thôi. Con này là Ben nha. Thôi, cả là tết. Cái nó không chịu nữa. Vậy đó, không thoát được đâu.